Mà mình là Sắc Ve và chào mừng các bạn đã trở lại một video Minecraft mới của mình. Và hôm nay chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft là cái gì. Hơi lâu rồi mình chưa làm, xin lỗi mấy bạn. Hôm qua mình tính làm á thì tự nhiên mình bị ngáo một chút. Không phải do mình mà sao tự nhiên mình lại nói gì á. Nói chung là khi mà mình quay á là nó tự nhiên cái phần mềm quay của mình nó như là kiểu mình đang quay ta chỉnh cái volume nó xuống còn không á nha. Rồi, see ya, mình không hề có giọng trong nó luôn. Và nó tập đó nó khá là hay luôn đó mấy bạn ơi. Mình vô cái hang gọi là Keep Drone nè. Sau đó, mình đi, mình lấy một vật phẩm để hoàn thành cái achievement trong đây. Rồi ta, đây là Twilight Forest ở trên đây nè. I Wish For Burning là mình lấy cái đèn thần rồi nha. Mình lấy, đây là cái đèn thần Lamb of Cinder đây nè. Rồi mình dùng nó mà mình không biết nó dùng để làm gì nữa. Nên ok vậy thôi. Tập đó cũng khá hay á, mình muốn cho các bạn xem nhưng mà không sao. Bên tập này mình có ý tưởng hay hơn cho các bạn xem nữa. Thì ok, bây giờ thì trước khi đó mình sẽ đi dọn thêm chút đồ nữa. Trời ơi, đồ mình tùm lum tùm lá chơi rồi. Ok, mình có mắt Ender, chúng mình sẽ để vô đây, còn có 8 cục rồi đó. Rồi, cái này giáp tùm lum tùm la mình để nè. Xiên để trong đây, này để đây. Nói chung để vô gần hết luôn. Cái này nhiều đồ á. Ở này để lại. Cái cúp mình cũng sắp gãy rồi, mình để ra đi. Ở này Thought Series mà không biết đó là cái gì hết. Để đó. Rồi, Iron Shovel để đó. Rồi, ok. Giờ những gì mình cần làm á. Là mấy bạn thấy trong Inventory mình không? Đây. Đây, mình có nguyên cái khẩu. Nguyên cái block size Obsidian khổng lồ, hát truyền thạch khổng lồ á. Và mình có kế hoạch với cái với mình có kế hoạch trong cái này, nhưng mà lát nữa mình sẽ nói. Bây giờ thì chúng ta xem à, mình đã nâng cấp cái máy farm xương rồng của mình, có cái lỗ đây mình chưa đắp lại nữa. Wow, tại sao vậy sắc à? Nhưng mà không sao, nói chung là mình đã có nguyên cái đã nâng cấp cái này, nó đã được lên 4 tầng xương rồng. Mai mốt mình sẽ nâng nó cao lên nữa, giờ hơi bận chút. Rồi dưới đây nha mấy bạn, nó có cái Lily Pad of Fair Fertility. Thì cái này á là nó sẽ làm cho mấy cái xương rồng nó sẽ mau chóng lớn hơn nữa, để mà mình sẽ có đồ thì sẽ vui. Yes, đúng rồi. Và bây giờ thì ở dưới đây mấy bạn thấy nè, nó đã up được chút rất nhiều á. Nè, ở đây rồi, nguyên 64 cái cục. Mai mốt á là mình sẽ cố gắng mình sẽ để nó đó, mình sẽ cố gắng mình AFK ở đây để nó làm, tại vì ở trong đây á nó không có cái chân loader, nó sẽ hơi khó khăn chút. Ok, rồi bây giờ là những gì chúng ta cần làm, chắc bây giờ mình sẽ làm luôn đi, bởi vì có lẽ vậy thôi. Giờ nha, những gì chúng ta cần làm á là mình nghĩ là chúng ta sẽ xây nó ở bên đây đi, cái bên cái Twilight Forest Portal luôn. Ok, chắc là sẽ xây nó ở bên ở đâu đây, ở đây đi. Rồi, ở đây đi, chỗ này thấy hết thật luôn nè. Sẽ đập hết mấy cái cỏ hoa ở đây. Để coi, đập đi. Cho nó trống. Ok, đập cỏ nè, trời sắp tối nữa rồi. Nhanh đi trời. Ok, mình nghĩ đập như đây vậy rồi. Và mong là mình sẽ đặt xuống được nha. Mình biết ngay mà. Ở lúc nó đập xuống không nổi nữa. 4 block phải không? Đó, ok được rồi. Dạ, mình không hiểu sao tự nhiên đặt vài chỗ nó không nổi nữa. Chắc là chúng ta sẽ lấy thêm vài cái đất. Thôi, để vậy được rồi. Ok, đây là một cái obsidian khổng lồ luôn. Đó, nó cao hơn mình khoảng 2-3 block luôn. Trời ơi, trời nó to quá. Ok, giờ mình sẽ đặt nó ở bên đây nè. Đây nè. Đây nữa. Nghĩ như đó đủ chưa? Nghĩ như đó. 2 block mà hai mình nên để 2 block là 5 block rồi ta. 5 block đi, bởi vì why not. Ok, đặt đó đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu build lên. Đây nè. Nó sẽ để dành lại 5 block là cuối cùng.
đập này đi, đập đập này đi, nó vướng quá. Ok đó, chút nữa rồi ở đây rồi xong. Ok đặt lên nè, đây là đó, block nữa nè, rồi một block ở bên đây đi, đó đây rồi đây nè. Mà không biết là mình có thể làm được không nha các bạn, chắc mấy bạn đang hiểu mình đang làm gì rồi. Mình đang làm nguyên cái cổng Nether khổng lồ luôn, bởi vì hôm bữa là mình đi mình lấy cái làm obsidian là nó được bao phủ bởi obsidian khổng lồ, mà nó được bao bởi hai mấy block này luôn á, là nè khá là tuyệt, khá là tuyệt. Ok chúng ta sắp xong rồi, 7 6 nè, 5 rồi, 4 đi qua đây các bạn, 3 2 1 và xong. Wow, ơi là trời, nó hơi cao á, nó quá cao luôn, nó hơi bị cao, quá cao. Ok đây là cổng Nether siêu khổng lồ của chúng ta, và mình nghĩ là mình để nó ở đâu ta, mình nhớ hôm bữa mình đi á, bữa mình đi mình có để nè, cái flint and steel không thấy ở đây, không thấy ở đây, có đây có không, không thấy. Ờ là mình nhớ đó, mình có đây rồi. Trời hơi quá. Có hai cái cũng được, cũng được, cũng được. Ok, giờ chúng ta sẽ đây đây. Mà không biết mình có thể làm được không nha, mà không nhớ nữa. Chứ lại có thể này là cao quá mức quy định chăng? Có thể. Ok, không được. Và có thể nó sẽ không hoạt động với obsidian khổng lồ á. Chưa. Đâu rồi? Ở đây là Science Pickaxe. Có thể nó cao quá mức quy định. Có thể nha, không nhớ lắm. Cái này đập hơi lâu nữa, chờ chút nha mấy bạn, mình làm cái. Ok các bạn, mình đã sửa lại một chút rồi, và cổng này, cái này thì chắc nhìn cũng được, mình còn dư khoảng 6 cục nữa. Mình đã tăng thêm chiều rộng của nó chứ cho nó thấp lại, chỉ cho nó nhìn nó vừa vừa. Và có mình nghĩ là không được đâu, bởi vì mình có obsidian bình thường nó mới làm được thôi. Mà không được. Nên á, mời đó mấy bạn, mình có kế hoạch này nè. Giờ chúng ta sẽ đúng rồi, mong là cái này hồi nãy mình kiểm tra á, chỗ này nó có nè, ở đây có không, cái máy của mình nó đang làm à, đây nè, đó nhiều chưa, nhiều quá, gì con phải này đây làm gì nữa trời. Ok nhiêu đây cũng có thể là đủ, mình mong là sẽ đủ, với lại chiều rộng của nó không nhớ nó cao bao nhiêu block nữa, nhưng mà để coi, mong là sẽ được nha mấy bạn, mong là sẽ được. Không thì mình có thể làm cho nó kiểu kia mà xong được. Ok, để đây nè, chúng ta sẽ build nó lên càng cao càng tốt. Cao đó, mấy bạn hiểu đúng không? Cái obsidian thì nó sẽ cao khoảng bao nhiêu block mình nhớ. Hôm bữa mình đã từng làm thử thách với Tiger trong cái Dead Wars, và nó bị fail bởi vì tụi mình làm quá cao nên nó không thể hoạt động được. Mong là Minecraft là sẽ sửa lại cái đó, chúng ta muốn làm cho nó càng cao càng tốt đúng không? Ok giờ ở đây nữa nè. Ok sắp xong rồi, chúng ta có hơi nhiều. Ôi trời, mình làm gì đấy? Ôi trời ơi, đâu mình không thể đập được nó luôn á, vậy mới nói đập được nó, nhưng mà mình sẽ tốn hơi khá nhiều thời gian chút. Ok đã, chúng ta đã sắp xong cái con nhện ở dưới, chúng ta còn quan tâm zombie nữa. Ok và ở đây xong rồi, giờ chúng ta sẽ bật bị ở đây bị chắc cao quá mức quy định rồi các bạn ơi, cao quá mức quy định rồi, hơi khó khăn chút nè, cao quá rồi. Anh nó nói với cái kia ta chưa, đúng rồi chắc cao quá. Vậy thì chỉ còn một cách thôi, chúng ta sẽ phải sao ta kết nối giữa ở khúc giữa nè, giữa chắc ở đây đi, nói qua mong là sẽ được, mong là sẽ được đây đi. Rồi giờ được chưa, được rồi, yes rồi, cái ở trên nữa đó, cổng Nether của chúng ta sắp hoàn tất. Giờ mình chỉ cần làm ở khúc bên này thôi, có nên làm khúc bên này không, có lẽ sẽ cần. Ok làm khúc bên này luôn đi, ở đây nè, có lẽ mình sẽ làm lại cái này, nó không cân bằng, không cân bằng, nó không đẹp, nhưng mà nó nhìn giống như cái cửa vậy á, có lẽ mình sẽ để á, tại nó nhìn như cái cửa vậy. Ok
chúng ta còn nhiều, còn khá nhiều đúng không? Nhiều lắm, chúng ta còn nhiều lắm. Ok, giờ để đây nè. Rồi nâng lên nó lên cái. Đó. Rồi ở bên đây chút nữa nè. Trời ơi, mà không ngờ nó sẽ tiến triển cái kiểu này luôn á. Giờ chúng ta làm cái khung obsidian khổng lồ. Sau đó là làm mấy cái cổng nether bình thường để mà nó làm như là nó có luôn á. Trời ơi, mình đặt dư quá rồi. Mai mốt mình sẽ đập. Mai mốt mình sẽ đập. Giờ không đập được rồi vì mình không có cái cúp. Có cái cúp kim cương ở dưới nhà. Có lẽ mình sẽ lấy nhưng mà nó đập lâu rồi. Đập rất là lâu. Bùm, xong. Chúng ta sẽ đặt ở gần cái nó ở đây nè. Ok. Nó nhìn giống y hệt thiệt thường. Sau đó mình sẽ che lại bằng cái kia cho mấy bị. Ok. Rồi. Bùm. Và ở dưới đây một cái bùm đó. Quá vi diệu. Và vi diệu quá đi. Sau đó có thể ai biết trang trí chỗ này chút đi. Đây nè. Rồi đây nữa. Đó. Chúng ta phải biết trang trí một chút nha mấy bạn. Rồi. Ở đây, cái này nó bị lỗi chút này nè. Ok, trái này lên. Rồi trời ơi, mình làm gì đây? Ok, hơi bị fail rồi. Nó nhìn hơi cái bị gì đó. Ok, giờ ở dưới chút này là chúng ta còn nhiều si đình lắm. Đừng lo mấy bạn. Ok. Và dưới đây. No. Why? Ok, rồi bên đây nữa. À, chắc phải thêm vài cái. Mình không có giỏi build lắm luôn á. À, build thì vẫn vừa à. Trang trí gì, trang trí không có gì trơn á. Rồi. Dạ yeah. Được như đây đúng không? Chắc qua bên đây nữa đi. Đây nè. Đó. Rồi, ở đây nữa mình cứ đặt nhầm block rồi. Đó. Rồi bên đây một cái nữa coi nào. Đó, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Vậy mình tự nói còn nhiều lắm rồi mình đi kiểm tra rồi. Có gì không? Me. Ok, ở đây cái. Rồi đây một cái nữa. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần trang trí ở phía bên đây nữa là gần xong rồi. Tác phẩm của chúng ta đã sắp được hoàn tất rồi các bạn ơi. Ok. Đây và đây. Rồi bên đây nữa. Không ngờ á, giờ chúng ta có một lâu đài khổng lồ. Giờ chúng ta có một cái cổng này thờ khổng lồ luôn. Wow. Nói chung cái gì đối với mình nó cũng phải siêu khổng lồ hết. Chứ không mình cũng thích. Nghe cái đó có gì đó sai sai. Ok. Không nhớ nên làm cái gì. Ok, ở đây nữa. Rồi, bên đây một phút. Đây nè, đó. Rồi, ở đây. Ở đây, và ở bên đây. Rồi, giờ chúng ta sẽ trang trí cái phút này. Đó. Woo. Trời ơi. Không đẹp, không đẹp lắm nhưng mà ít nhất coi còn được rồi, được rồi. Và bên đây. Và chắc ở khúc này nữa đi. Nó dạng như nó nói lại với nhau á. Rồi đó. Đó rồi. Ở bên đây nữa. Đây đây. Và xuống dưới đây nữa đi. Rồi để thêm vô cái. Rồi. Giờ thì lên đây xây nó coi nào. Đây sao ta thấy cũng ok. Lẽ nên đập cục này đi, tại sao mình lại xây cục đó. Ok, cục đó thấy khá ok rồi. Rồi ở đây thì xem nào. Có lẽ nên thêm ở dưới. Mình sẽ ở trên đây. Sau đó đi qua. Sau lần này. What the hell.
Nó làm gì đây? Nhìn cũng được. Không phải tuyệt lắm nhưng mà nhìn cũng được. Ồ, chúng ta xong hết rồi. Wow, hay lắm sắp. Đã nói là còn nhiều lắm cơ mà, sao giờ sắp hết rồi? Ai mà biết. Rồi, ở dưới đây nữa. Và ok, có gì đó không cân bằng á, nhưng mà kệ, mình sau đó mình sẽ sửa sao. Giờ ôi trời ơi, mình đang làm gì vậy? Để anh đặt chỗ này nè, mình phải nhớ để mai mốt mình còn sửa lại nói nữa. Đây đó, chắc vậy cũng được rồi. Có vài khúc mà nó không cân bằng rồi, xong. Đây, đây là cổng Nether siêu khổng lồ do Sackven làm với sự hỗ trợ của mod và có vài con Pikmin nó vô rồi. Wow, tuyệt đẹp thật. Bật shader lên coi có gì đó sặc sỡ không cái. Ôi, là tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp quá. Ôi ơi, công trình đẹp nhất mà mình từng làm. Mình đã từng, cái công trình đẹp nhất mình từng làm ơi. Rồi mấy bạn biết mình trình review kiểu gì đó. Nhưng cũng được. Có lẽ có vài khúc mình sẽ sửa lại. Tại ở lúc mình đặt lộn mà mình không đặt, không, mình không thấy đập nổi luôn á. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bật shader luôn à. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Đi lượn xung quanh cái cọc này hơi giật chút nha. Tại FPS nó tụt quá nhiều luôn. Lượn vòng cái nè. Đó. Đó. Trời ơi. Lượn vòng cái này. Này như cánh cửa thần kỳ luôn á mấy bạn ơi. Đúng rồi. Giờ mới nhắc, mình nhìn giống như cái cánh cửa thần kỳ luôn á. Wow, tuyệt quá. Cái này y hệt cánh cửa thần kỳ luôn. Ok, giờ mình sẽ tắt cái shader nó đi cái. Bởi vì mình sợ lag. Cái sau đó mình nghĩ chắc mình sẽ đi vô coi coi cái cổng nó sẽ dẫn tới đâu. Mình có ghi cái tọa, mình có ghi cái tọa độ của cái ta. Có ghi cái tọa độ của cái cái tờ Nether Fort, cái pháo đài Nether, nó gọi là vậy, chắc gì mình nghĩ vậy á. Mình có ghi tọa độ nhưng mà để coi cái này sẽ dẫn đi đâu, chắc cũng khá gần cái cổng nhỏ bé kia của mình. Ok, để coi nào. Ok, mà chúng ta đã vô Nether, hơi lắc một chút, hơi giật một chút. Giờ chờ nó cái coi. Ok, vô Nether, nó cho mình ở đây. Và cái cổng mà nó ra là nó cực kỳ nhỏ luôn. What? Sao cái cổng kia mình vô nó bự chà bá lửa, cái vô nó nhỏ xíu à? Ủa không hiểu sao nữa các bạn ơi. Ok, mai có lẽ là mình, các bạn mình hỏi nha, nếu như mình sửa cái cổng nó lại thì khi mình đi ra nó có đúng như cái cổng mình không? Cái cổng ở ngoài thế giới thật á, có lẽ là không. Nhưng mà để coi mấy bạn cứ comment dưới đây. Rồi bây giờ coi mình phải quay về thôi. Kết thúc video luôn cái. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Thế hay đừng quên để lại một like và bình luận ở dưới. Tập sau mình nên làm gì? Mình nghĩ mình đã biến mình nghĩ là mình sẽ làm cái kia. Đánh boss là có còn một con boss cuối cùng thôi đó mấy bạn. Mình nghĩ các bạn sẽ cho đánh boss hoặc là ở nhà nâng cấp chăng. Đồ mình cũng khá ngon rồi. Cái kiếm này nó gây ra chính sát thương rồi đó. Và ok. Và nếu đây là video đầu tiên các bạn xem được channel của mình thì đừng quên để lại một subscribe, bởi vì điều đó sẽ ủng hộ cho mình rất nhiều. Và chúng ta đã sắp được lên 50k rồi, nửa cái nút bạc rồi các bạn, nửa cái nút bạc rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn ngày tốt lành. Bye bye.